Trillium thân chào các bạn thân mến. Hôm nay có một cái nhân dịp đi về phía Tây Bắc của thành phố Sài Gòn. Trillium xin giới thiệu với các bạn trung tâm thị trấn Củ Chi ngày nay. Các bạn thân mến, ngày nay sự phát triển thành phố ngày càng mở rộng ra ngõ thành, gồm có các vùng như Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Hôm nay giới thiệu với các bạn về hướng Hóc Môn đi Củ Chi. Trước mắt các bạn đây là con đường từ thành phố Sài Gòn, tức là hướng Bà Quẹo đi về Hóc Môn và Củ Chi. Người ta gọi là đường Xuyên Á hay quốc lộ 22. Các bạn thân mến, đây con đường Xuyên Á này ngày nay đã mở rộng và những làn đường rất đông, và giữa có một cái rãnh chen làm cho hai bên lưu thông đỡ phải có những cái hiện tượng tai nạn xảy ra. Đây là một điều rất tốt các bạn ạ. Trước đây những con đường này còn nhỏ và hẹp, ngày nay đã mở rộng rất nhiều, do đó sự lưu thông đi lại ở khu vực này rất tốt. Đặc biệt ở những công trung tâm này như huyện Củ Chi thì đây là một cái thị tứ rất là tấp nập và mật độ dân số cũng rất là đông. Đa phần về mặt kinh doanh buôn bán ở đây rất sầm uất các bạn nhé. Trước mắt các bạn thấy là những cái cửa hàng về điện thoại rất là sầm uất và quy mô. Bây giờ đặc biệt ở trung tâm thành phố Củ Chi này thì các bạn nhìn thấy rằng ngày nay các thị trấn, các huyện ngoại thành phát triển rất quy mô. Đặc biệt thứ nhất là hệ thống giao thông trắng nhựa, đường rất rộng và giao thông rất tốt. Trước mặt các bạn đi ngang qua đây là cái khu công nghiệp của huyện Củ Chi các bạn nhé. Đây là khu công nghiệp ở ngay trung tâm thành phố huyện Củ Chi. Các bạn thấy đường xá rất rộng, ở giữa làn đường có những cái hàng cây rất đẹp, và hai bên đường có những làn đường rất rộng, và một cái hệ thống giao thông ở khu công nghiệp này rất hiện đại các bạn nhé. Thứ nhất là thoáng mát, rộng rãi và rất nhiều làn xe, do đó sự giao thông này ít bị kẹt xe, đây là điều rất tốt. Đây là những cái khu vực ở trong thị trấn các bạn nhé, qua khu công nghiệp. Đặc biệt hệ thống từ trường cấp 1 đến cấp 3 ở Củ Chi thì đa phần xây mới và rất khang trang và quy mô rất tốt cho việc học tập của các bạn trẻ. Và đặc biệt đường phố nông thôn ngày nay rất nhộn nhịp như phố thị, và rất nhiều hàng quán bày bán. Các mặt trước mắt các bạn đây đi ngang qua trung tâm này là trung tâm khu công nghiệp của trung tâm thành phố thị trấn Củ Chi các bạn nhé. Đây là những cái tòa nhà building của những trung tâm công nghiệp này rất hiện đại. Ngày nay tại các khu công nghiệp tập trung nhiều nhân công lao động, do đó tất cả các công nhân này từ tất cả các một vùng miền của đất nước có thể về làm việc ở đây. Do đó nhu cầu ở nhà trọ khu vực này ngày càng cần thiết. Do đó kéo theo là tất cả các dân cư ở khu vực này, người ta xây rất nhiều nhà trọ để cho giải quyết được nhu cầu ở của các công nhân. Và đồng thời các chợ búa và hàng quán cũng nảy sinh ra nhiều, vì nhu cầu của công nhân càng đông thì do đó những nhu cầu về tiêu dùng và sinh hoạt hàng ngày rất cần thiết. Do đó chợ búa rất sầm uất và đông đúc. Chính vì thế và đời sống người dân ở đây cũng nâng lên một tầm rất là đặc biệt các bạn nhé. Tức là đời sống của người dân ngõ thành bây giờ rất khá, bởi vì có những khu công nghiệp rất rộng và mở ra ở đây. Ở Củ Chi nhiều khu vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dọc sông Sài Gòn qua các xã Bình Mỹ, Trung An, Phú Hòa Đông, Bến Dược, với môi trường sinh thái mát mẻ và cây vườn trái cây sum xê rất thu hút khách nội thành vào ngày cuối tuần hay các tour của các khách du lịch. Thì các bạn thấy đây là những con đường lộ ở huyện Củ Chi ngày càng
rất là đẹp, bởi vì thứ nhất là trán nhựa rất rộng và xe chạy rất thoải mái. Đặc biệt của Củ Chi có đặc biệt là danh hiệu cả nước phong tặng, đó là đất thép Thành Đồng vang dội cả nước và quốc tế, với truyền thống xây dựng và phát triển khu du lịch địa đạo Củ Chi. Nơi đây, khu địa đạo Củ Chi hàng năm đưa đón thu hút hàng nhiều lượt khách nội địa và quốc tế đến tham quan. Khi tham quan ở những khu địa đạo này là về cái du lịch về lịch sử, thì ở đây người du khách sẽ tìm hiểu và những cái nét văn hóa ở địa phương và với truyền thống rất tốt đẹp các bạn ạ. Đặc sản của Củ Chi là hương vị là củ mì rất ngon, được nhiều du khách thích thú. Ngoài ra Củ Chi còn có những cái xã phát triển bánh tráng xuất khẩu rất ngon, đặc biệt rất nhiều người ưa thích. Đặc biệt là có những cái xã như Phú Đông là nơi những sản xuất rất nhiều bánh tráng rất ngon và xuất khẩu đi quốc tế các bạn nhé. Đặc sản rất ngon ở Củ Chi là bò thui Củ Chi. Ngày nay các xã ở Củ Chi thường có những quán bò tơ rất ngon, được các thực khách trong nước và quốc tế mỗi lần tham quan đều thưởng thức hương vị này. Có những lần nếu các bạn đi du lịch ra ngoại thành và ghé vô một cái quán rất đơn sơ ở giữa một cái khu phố một nông thôn rất là hiền hòa, và có những cái quán dưới những cái hàng cây rất là dễ thương và bắt mắt, các bạn sẽ thưởng thức được những món bê thui hoặc là những món đặc sản bê của Củ Chi. Thì đây là món truyền thống mà ngày nay bò thui Củ Chi đã nổi tiếng trong nước các bạn ạ. Đặc biệt thế hệ chúng tôi thập niên 80 sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm được bổ về dạy các huyện ngoại thành từ Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi. Ngày đó đời sống giáo viên chúng tôi rất khó khăn, nghe nói nhận nhiệm sở ở ngoại thành là thấy ớn lạnh. Tuy nhiên dù sao đi nữa đã cầm quyết định trên tay và đến ngoại thành để nhận nhiệm sở, có thể là Thủ Đức, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, vân vân. Lần đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng học sinh ngoại thành và những thập niên 80 rất ngoan. Các em ở nông thôn thiếu thốn các phương tiện học tập từ mọi mặt như là sách vở hoặc là tất cả các nhu cầu dụng cụ về học tập, hoặc ban đêm các em phải học hành dưới ánh đèn dầu, lúc đó chưa có điện, ban ngày phải phụ ba mẹ công việc đồng áng. Tuy nhiên tấm lòng hiếu thảo và quý trọng thầy cô của các em dành cho chúng tôi nên đó sợi dây gắn bó và làm cho chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và đồng hành cùng các em trong những năm tháng 80 thật là khó khăn. Ngày nay các em đã trưởng thành, không những thành công và thành danh, đa số các em rất trân quý thầy cô với tấm lòng biết ơn sâu sắc, thật là điều tuyệt vời các bạn nhé. Đặc biệt lần này chúng tôi còn gặp lại một số em đã làm việc với chúng tôi 40 năm về trước, các em rất mừng và tỏ lòng tri ân với tấm lòng rất là quý mến, đó là một sự cảm xúc vô cùng các bạn ạ. Trước mắt các bạn đây là những cái con đường phố Củ Chi ngày nay cũng đã có những cái vườn hoa tươi mát các bạn nhé. Nơi đây cũng có những nghệ nhân người ta trồng những cái hàng cây là những cái cây bonsai rất có giá trị các bạn, và mức sống người dân ngoại thành ngày nay rất phát triển. Các bạn thân mến, đây là ngoại thành thành phố Sài Gòn, đây là huyện Củ Chi. Các bạn thấy ngày nay những cái khu vực nông thôn này giá đất rất tăng vọt, bởi vì ở thành phố đã phát triển mạnh và dần dần hướng về các huyện ngoại thành.
Nếu là một người công nhân viên chức suốt tuần làm việc ở thành phố trong cái không khí rất là ô bức và đời sống phố phường rất ồn ào, sau một tuần thì các bạn thứ bảy hoặc chủ nhật nếu có một căn nhà ở những khu vực ngoại thành để về thưởng ngoạn và nghỉ ngơi, đó là điều lý thú phải không các bạn? Tuy nhiên, nếu các bạn mua một căn nhà ở khu vực này ngày nay nó cũng rất đắt các bạn ạ. Nếu các bạn nào đã có những cái định hướng có những khu nhà ở ngoại thành cuối tuần về nghỉ, đó là một điều tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn. Và các bạn nào chưa có ý định này, hãy tiếp tục có một căn nhà ở ngoại thành cuối tuần sau khi làm việc về để nghỉ dưỡng và nạp năng lượng để cho tuần mới, đó là một điều rất tuyệt vời. Và trong tương lai những khu vực này nhà cửa sẽ lên, thì đương nhiên tỷ lệ thuận của sự phát triển các bạn sẽ thu nhuận về rất lớn, đó là điều rất, rất rõ các bạn nhé. Các bạn thân mến, bây giờ ở trong khu thị trấn Củ Chi thì ngày nay các bạn thấy rằng người ta với những cái nhà luôn luôn có những hàng rào bao quanh rất rộng, và những cái gia đình người ta có thể xây những căn nhà rộng ở giữa giống như một khu biệt thự ở quê, xa vườn có hào, ao cá vân vân, thì đó là một điều tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ các bạn đi qua thành phố Sài Gòn và đến thị trấn Củ Chi và băng vào các cái tỉnh lộ, thì các bạn thấy là những cái đường lộ ở thành phố Củ Chi ngày nay rất là rộng các bạn nhé, và trải nghiệm rất khang trang. Và nơi đây ngày nay thì đời sống của người dân cũng rất cao các bạn ạ. Bởi vì giá đất ngoại thành ngày nay rất cao, do đó chỉ cần một gia đình bán một mảnh nhỏ thì dùng số tiền đó có thể xây dựng được một căn biệt thự rất đẹp ở trong một khu đất rộng. Đây là một cái điều tuyệt vời. Do đó sự phát triển của ngoại thành ngày nay rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và ngày nay có cái tâm lý chung là các bạn trẻ ở nội thành có khuynh hướng về ngoại thành mua thêm một cái mảnh đất có vườn, là xây một căn nhà để cuối tuần về nghỉ dưỡng, đó là một cái điều rất đẹp và rất tốt cho các bạn nhé. Đó là một cái sự sinh hoạt đẳng cấp đối với những người trẻ có tinh thần suy nghĩ về phát triển như vậy. Ngày nay những cái khu công nghiệp ở trung tâm các huyện ngoại thành phát triển rất mạnh các bạn nhé, và đồng thời kéo theo tất cả các cơ xưởng, các công ty, trường học cũng rất rộng. Do đó thành phố càng mở rộng thì dân số ngoại thành người ta rất là thích thú trở về ở ngoại thành, bởi vì buổi sáng đi làm bằng những phương tiện rất dễ dàng, với những con đường lộ rộng thì đến làm việc rất dễ dàng khi ở ngoại thành đi vào các bạn nhé. Các bạn thân mến, ở đây không các dịch vụ không thiếu một món nào các bạn ạ. Bởi vì từ các trung tâm thương mại sầm uất, bởi vì khi các khu công nghiệp phát triển thì các cái khu về thương mại cũng đã phát triển theo như các khu thương mại sầm uất, và do đó những cái giờ tăng ca hoặc cuối tuần thì những trung tâm này rất đông người, bởi vì các cái nhân công người ta nghỉ làm và đi mua sắm, đó là tạo ra một cái sự chu kỳ phát triển rất mạnh. Qua những con đường làng quê Củ Chi như thế này thật là dễ thương phải không các bạn? Đây là những cánh đồng lúa rất xanh ngày nay, với những cái hệ thống thủy lợi Kinh Đông đổ về làm cho cái đất ở Củ Chi canh tác rất là thuận lợi cho những mùa thu hoạch như là lúa và đậu phộng. Trước đây thì những cái đất, những khu vực này chưa có nước thủy lợi, do đó rất khó khăn. Ngày nay
hệ thống nước thủy lợi đã tràn về tất cả các cánh đồng ở thành phố, ở thị trấn, cũng như trung tâm các cái vùng quê Củ Chi thì rất thuận lợi các bạn ạ. Đến đây Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video clip về ngoại thành Củ Chi ngày nay. Đời sống rất phát triển và đường phố rất là tiện lợi, không khí rất trong lành. Mong các bạn có những dịp đi về du lịch ở Củ Chi một lần để thưởng thức những cái đặc sản hương vị nơi đây. Một lần nữa Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. From Tri Liêm, Melbourne, Australia, xin thân chào, tạm biệt các bạn.